Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh họp trực tuyến khẩn cấp với huyện Văn Lâm. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Trước thông tin về ca nhiễm COVID thứ 219 của cả nước là nữ bệnh nhân 59 tuổi ở thôn Trí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, là người từng đi chăm sóc bệnh nhân số 161 tại Bệnh viện Bạch Mai. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Văn Lâm báo cáo đã ngay lập tức ra soát lại toàn bộ danh sách các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân 219 F2 chuyển thành F1 và đưa vào cách ly tại cơ sở y tế. Các trường hợp F3 chuyển thành F2 được đưa vào cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung huyện Văn Lâm, đồng thời thông báo các trường hợp phải cách ly tại nhà, tiến hành phun khử khuẩn, khuyến cáo người dân trong thôn tự khai báo y tế, hạn chế ra ngoài, tránh tụ tập và vệ sinh nhà ở nơi cư trú. Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tất cả những trường hợp này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm ngay. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu huyện Văn Lâm nhanh chóng chỉ đạo công ty Elecom, nơi bệnh nhân số 219 làm việc, phải dừng sản xuất ngay, cách ly toàn bộ công nhân làm việc tại đây, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh 219. Đối với thôn Trí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, thực hiện cách ly phong tỏa ngay, nội bất xuất, ngoại bất nhập, phun thuốc khử trùng toàn bộ thôn. Các chốt kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã phải bao gồm lãnh đạo xã, công an, quân sự, tổ chức cho người dân khai báo y tế. Ngành y tế, tỉnh, huyện tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các ngành đoàn thể tăng cường tuyên truyền vận động để người dân yên tâm và nâng cao ý thức trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các trạm kiểm soát dịch bệnh ở thôn là yêu cầu là không để cho người lạ đến thôn. Và ai đến thì phải khai báo y tế và áp dụng các biện pháp phòng tránh một cách tuyệt đối. Rồi các trạm đó thì phải thiết chặt lại kỷ luật kỷ cương là phải dựng barrier, chứ không thể lên cái bàn ấy được, mà phải barrier. Ai đi qua là phải qua barrier đó, khai báo y tế, rồi kiểm tra sức khỏe, rồi đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2 mét cho kẻ cán bộ giám sát đó. Yêu cầu mọi người dân, nếu phải ra ngoài thì phải đeo khẩu trang. Từ ra đường để mua các vật hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm. Nếu phải ra, nếu phải họp chợ, ở chợ để bán cái hàng đó thì người đến chợ cũng phải đeo khẩu trang, cũng phải được đo thân nhiệt ở ngay cổng chợ, các cửa ra vào chợ. Các chợ là phải thành lập cái đó, các xã phải thành lập cái đó, các chốt đó ở các chợ, các siêu thị. Ngoài ra, Chủ tịch cũng yêu cầu với tinh thần quyết liệt, các địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội, toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra quyết định số 918 ngày 2 tháng 4 để cách ly toàn bộ thôn Trí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm với diện tích 2,5 ha. Số người trong khu cách ly là 1.404 người trong thời gian tối thiểu 28 ngày. Ngay sau đó, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh đã họp với Ban Chỉ đạo huyện Văn Lâm để thực hiện ngay việc cách ly y tế thôn Trí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.